Xin kính chào quý vị và các bạn. Ngay sau đây sẽ là các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý sẽ có trong bản tin 113 online sáng ngày hôm nay. Mở đầu sẽ là thông tin tại Bắc Cạn. 4 người trong một gia đình đã tử vong do sạt lở đất. Sự việc xảy ra vào lúc 2 giờ sáng ngày 18 tháng 6 tại thôn Khổi Ún, xã Nghiên Loan, huyện Bắc Nậm, tỉnh Bắc Cạn. Tại thời điểm sạt lở trong nhà có 5 người thì chỉ một người thoát được ra ngoài. 4 người bị vùi lấp, gồm ông Nông Căn Trạ, sinh năm 1983, bà Hoàng Thị Thía, sinh năm 1981, chị Ngô Thị Mây là con dâu, sinh năm 2006 và một cháu bé con chị Mây 1 tháng tuổi, vẫn chưa khai sinh. Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền nhân dân địa phương và lực lượng chức năng đã huy động máy móc đào bới nỗ lực giải cứu nạn nhân. Hiện cả 4 nạn nhân đã được tìm thấy, tuy nhiên đều đã tử vong. Đây là một gia đình người dân tộc Mông, là hộ nghèo của xã Nghiên Loan, huyện Bắc Nậm. Liên quan đến vụ 3 nam thanh niên tử vong tại đường láng, cơ quan chức năng đã tạm giữ hình sự 25 đối tượng để điều tra về hành vi giết người, gây rối trật tự công cộng. Theo tài liệu điều tra, xuất phát từ mâu thuẫn bột phát sau khi tham dự buổi tiệc sinh nhật, khoảng 23 giờ ngày 11 tháng 6, hai nhóm đối tượng Trẻ Giải Phóng và Toàn Bi Xôi đã xảy ra mâu thuẫn, đuổi đánh nhau tại trước cửa số 3 Lê Trọng Tấn, Trường Chinh, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Sau khi bị đánh, nhóm Trẻ Giải Phóng đã tụ tập gọi thêm các đối tượng khác để tìm đánh nhau với nhóm Toàn Bi Xôi. Trong đó, đối tượng Nguyễn Duy Trung Kiên đã gọi điện rủ một đối tượng đi xuống Hà Nội hỗ trợ giải quyết mâu thuẫn. Sau khi nhận được điện thoại của Kiên, đối tượng đã rủ thêm 12 đối tượng khác mang theo hung khí là dao, kiếm, vỏ chai thủy tinh đi từ Phúc Yên, Vĩnh Phúc xuống Hà Nội theo hướng cầu Nhật Tân, đường Láng, Trường Chinh để đánh nhau. Lúc này, Kiều Đức Giang là đối tượng cầm đầu cũng tập hợp được 20 người đi trên 10 xe máy mang theo tuyếp sắt gắn dao phóng lợn tập trung tại khu vực giải phóng Trường Chinh tìm nhóm Toàn Bi Xôi để đánh nhau. Thưa quý vị, kỳ nghỉ hè là dịp để các em học sinh nghỉ ngơi sau một năm học vất vả. Tuy nhiên thì đây cũng là khoảng thời gian số vụ thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, trong đó có cả các em học sinh sinh viên dự báo gia tăng. Và những vi phạm này thì chủ yếu đó là tình trạng thanh thiếu niên tụ tập gây rối trật tự công cộng. Chỉ vì mâu thuẫn khi tham gia giao thông, Trần Văn Khánh sinh năm 2004 tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội đã hẹn nhóm bạn cùng nhau chuẩn bị vũ khí đi tìm đối thủ để giải quyết mâu thuẫn. Đáng chú ý, các loại vũ khí mà nhóm đối tượng chuẩn bị đều là các loại dễ gây thương tích cao như dao mèo, phóng lợn cùng một số loại vũ khí tự chế khác. Quá trình các đối tượng di chuyển bằng xe mô tô mang theo các hung khí nêu trên gây mất an ninh trật tự trên một số tuyến đường. Cháu đang đi thì hai đối tượng này khiêu khích, xong rồi cháu mới chửi, là cháu chửi là chúng mày thích gì. Thì hai đối tượng này thì mới nhảy xuống cầm gạch nhắm vào đầu cháu, thì lúc ấy cháu bị chảy máu đầu. Cháu về xong tối hôm sau cháu mới đi tìm. Cháu chỉ đi tìm, cháu không biết hai đối tượng đấy là hai đối tượng nào. Còn đây là một vụ việc khác, lời ra tiếng vào trên mạng xã hội. Các đối tượng này đã rủ rê, tụ tập hẹn nhau để giải quyết đối thủ. Để trốn tránh sự phát hiện của các cơ quan chức năng, các đối tượng này còn thống nhất sử dụng xe mô tô không biển số. Đồng thời để tránh sự nhầm lẫn, các đối tượng đã sử dụng khăn quàng đỏ để buộc vào đầu các loại vũ khí tự chế. Đáng chú ý, hai đối tượng của hai nhóm đều đang trong độ tuổi đi học và dưới 16 tuổi. Chuẩn bị vũ khí là bọn cháu ra sân vận động, bọn cháu đi ra của bản. Xong rồi không thấy nhóm đối tượng Đức thì bọn cháu lại đi về Đồng Châu, bọn cháu cất. Hôm đấy bọn cháu đi từ 8 rưỡi đến 11 giờ. Cháu rủ nhau qua mít. Những người nào mà kiểu không đi nhiều thì nhắn tin qua mít. Còn những người nào đi nhiều thì bọn cháu bảo luôn buổi chiều. Chiều những chiều hôm ý bọn cháu bảo nhau. Hôm đấy đi nhóm của cháu là bao nhiêu người? Nhóm của cháu có 13 người ạ. Bọn cháu cầm phóng lợn, gà asbest, gà ba chĩa. Cái đấy lấy đâu? Bọn cháu có từ trước. Xong bọn cháu để ở ngoài dịch vụ. Xong hôm bọn cháu mang đi, bọn cháu dùng. Theo Công an huyện Chương Mỹ, từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng đã xử lý gần 200 trường hợp thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng. Ngoài những trường hợp vi phạm bị xử lý hình sự, đối với những trường hợp vi phạm hành chính đang là học sinh, cơ quan công an đã gửi thông báo đến các cơ sở giáo dục và gia đình để có biện pháp quản lý, giáo dục phòng ngừa vi phạm. Tuy nhiên, hiệu quả của quá trình này còn phụ thuộc phần lớn vào vai trò, trách nhiệm của các bậc phụ huynh trong việc quản lý, giáo dục con em. Nhận thức pháp luật của các nhóm thanh niên này thì rất là hạn chế. Cái thứ hai là thiếu sự quản lý của gia đình. Nhóm đối tượng này là muốn thể hiện cái tôi của lứa tuổi trẻ.
với xã hội và với cả số thanh niên là bạn bè. Qua đây chúng tôi cũng có một cái lưu ý đối với các bậc phụ huynh là trong quá trình mà nếu các phụ huynh cố tình giao xe, chúng tôi xem xét xử lý và sẽ khởi tố đối với những trường hợp của giao cho xe cho người không đủ điều kiện tham gia giao thông. Cùng với việc tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, thì biện pháp hữu hiệu nhất đối với mỗi gia đình là quản lý chặt chẽ về giờ giấc sinh hoạt, học tập, vui chơi. Đồng thời, tuyệt đối không giao phương tiện phân khối lớn cho con em khi chưa đủ tuổi theo quy định. Cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Hà Huy Dũng, trưởng khoa điều trị bắt buộc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 về tội nhận hối lộ. Qua công tác quản lý địa bàn, Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an thành phố Hà Nội phát hiện khoa điều trị bắt buộc thuộc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 Bộ Y tế cho bệnh nhân bắt buộc chữa bệnh ra khỏi khu điều trị trái quy định. Khi biết cơ quan công an phát hiện xác minh thì các bác sĩ, cán bộ có liên quan đã làm giả hồ sơ bệnh nhân bắt buộc chữa bệnh, hành hung nhân viên y tế rồi bỏ trốn để hợp thức hồ sơ, báo cáo các cơ quan chức năng. Quá trình điều tra bước đầu xác định, ông Hà Huy Dũng là người có trách nhiệm điều trị, quản lý các bệnh nhân là đối tượng bị áp dụng biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh của các cơ quan tố tụng. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, ông Dũng đã lợi dụng chức vụ quyền hạn, nhận tiền của gia đình và các bệnh nhân này để làm trái các quy định về quản lý chữa bệnh đối với các bệnh nhân bắt buộc chữa bệnh. 84 đối tượng tham gia cá cược câu cá thắng thua bằng tiền đã bị Công an tỉnh Tây Ninh bắt quả tang tại hồ câu cá Thiên Ngư, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Tăng vật thu giữ gồm 37 cần câu, 2 cân điện tử, gần 94 triệu đồng, 8 xe ô tô, 60 xe mô tô và nhiều tăng vật khác có liên quan. Qua điều tra ban đầu, tụ điểm này là do Nguyễn Văn Hòa trú tại xã Thanh Điền, huyện Châu Thành và một số đối tượng khác đứng ra tổ chức cho các con bạc tham gia cá cược câu cá thắng thua bằng tiền để thu lợi bất chính. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cho biết vừa phá thành công chuyên án và triệt phá một nhóm đối tượng ngoại tỉnh chuyên cho vay lãi nặng với số tiền hơn 4 tỷ đồng, gồm Vũ Đức Trung trú tại Nam Định là đối tượng cầm đầu, Ngô Quang Âu trú tại Gia Lai và Nguyễn Đắc Cường trú tại Quảng Nam. Thủ đoạn của các đối tượng là đăng bài lên các hội nhóm trên mạng xã hội hoặc dán quảng cáo tại các khu vực công cộng. Khi có người hỏi vay thì sẽ xác minh về nơi ở, yêu cầu người vay chụp hình và đưa một số giấy tờ tùy thân để giữ. Từ đầu năm 2024 đến nay, các đối tượng đã cho hơn 300 người trên địa bàn Đà Nẵng vay với lãi suất là 30% trong 25 ngày. Một năm hơn 400% một năm, tổng số tiền là hơn 4 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 1,2 tỷ đồng. Kiểm tra nơi ở của các đối tượng thu giữ 230 bộ hồ sơ của người vay, 8 hình cá nhân người vay mà đối tượng đã cắt ghép dùng đăng lên mạng xã hội, 230 triệu đồng tiền mặt và 6 số tài khoản ngân hàng các loại dùng để phục vụ hoạt động cho vay. Thưa quý vị, trong vòng một vài năm trở lại đây, trên mạng xã hội Zalo hay thậm chí là tin nhắn điện thoại đã xuất hiện rầm rộ thông tin công khai giao bán, nhận cung cấp làm đủ loại văn bằng chứng chỉ giấy tờ giả các loại. Đây là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, gây xáo trộn xã hội và là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến nhiều hành vi phạm pháp khác. Và mới đây, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Nam vừa kết thúc điều tra giai đoạn 1 vụ án sản xuất mua bán tàng trữ vận chuyển con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức có quy mô đặc biệt lớn xảy ra trên địa bàn tỉnh Hà Nam và nhiều tỉnh thành trên cả nước, và cũng từ đây hé lộ những mảng tối trong thị trường ngầm mua bán sử dụng các loại giấy tờ giả hiện nay. Những tấm bằng cử nhân, tốt nghiệp đại học, bằng thạc sĩ này vốn là kết quả sau một quá trình đào tạo, học tập nghiêm túc, thể hiện trình độ học vấn của mỗi người, nhưng ở đây nó lại là những tấm bằng giả được các đối tượng sản xuất cho ra lò với số lượng lớn theo đơn đặt hàng của những người có nhu cầu. Các loại giấy tờ bằng cấp rẻ là cũng phải từ 2 triệu. Thế và có những cái trường hợp chúng tôi đấu tranh làm rõ thì có những hồ sơ lên đến hàng chục triệu đồng. Đấy, ví dụ như là bằng đại học, bằng thạc sĩ, đấy, hoặc là cử nhân luật. Đấy là các đối tượng thực hiện hành vi là có bằng kèm theo bảng điểm và học bạ. Đấy, các đối tượng đã giả tất cả các loại hồ sơ như vậy. Thanh niên này chọn việc sản xuất giấy tờ bằng cấp giả như một nghề để kiếm sống. Hàng ngày phụ trách quản lý hai địa điểm in ấn giấy tờ giả ở Hà Nội, đã có mức thu nhập trên dưới 100 triệu đồng một tháng. Việc nhẹ lương cao nhưng không thoát khỏi vòng lao lý.
Khám xét khẩn cấp 3 địa điểm trên địa bàn thành phố Hà Nội, cơ quan công an đã thu giữ hàng trăm mẫu dấu giả của các trường đại học, ngân hàng, cơ quan quản lý nhà nước, cùng phôi bằng đại học, bằng thạc sĩ, sổ đỏ và đủ loại máy móc, thiết bị in ấn khác nhau. Đầu óc lúc đầu tiên thì chỉ nghĩ là làm kiếm tiền, và hai nữa là mình làm ra cái bằng đấy thì giúp người ta đi xin việc. Nhưng thực tế ra những cái đấy thì sau khi mà nhận thức được hành vi của em là sai trái, sai pháp luật, nên em cũng thấy anh em nó ở ngoài này bị bắt và em đang đi làm, em chủ động em ra em đầu thú luôn rồi. Để tổ chức đường dây hoạt động, đối tượng cầm đầu đã phân công nhiệm vụ và điều hành 3 nhóm khác nhau. Mỗi nhóm chỉ đạo quảng cáo để câu khách trên mạng xã hội, nhóm trực tiếp sản xuất và nhóm vận chuyển tiêu thụ gửi đến khách hàng. Cơ quan điều tra xác định chỉ trong vòng 8 tháng, từ tháng 4 đến tháng 12 năm 2023, đã có 67.000 người tại tất cả các tỉnh thành trên cả nước mua hồ sơ giấy tờ bằng cấp giả từ ổ nhóm này. Số tiền hưởng lợi bất chính lên đến 190 tỷ đồng. Đây được coi là đường dây sản xuất tiêu thụ mua bán giấy tờ giả với quy mô lớn nhất trong nước bị triệt phá từ trước đến nay. Tình trạng mà cán bộ công chức viên chức và người dân, đấy rồi kể thậm chí kể cả công nhân, đấy mà khi mà cần bằng cấp là khi cần đến bằng cấp là sẽ đặt các đối tượng này. Hiện cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, bắt tạm giam 14 đối tượng để điều tra về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức. Đối với hơn 60.000 trường hợp đã đặt mua hàng của các đối tượng, công an tỉnh Hà Nam đã trao đổi phối hợp với cơ quan cảnh sát điều tra của 62 tỉnh thành phố toàn quốc để xác minh điều tra làm rõ ai đã đặt mua giấy tờ giả để sử dụng từ ổ nhóm kể trên. Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia Bộ Công Thương cho biết, để chấn chỉnh hoạt động kinh doanh đa cấp biến tướng, Bộ Công Thương sẽ đẩy mạnh hoạt động thanh tra kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các doanh nghiệp vi phạm. Đây là những nạn nhân của mô hình kinh doanh đa cấp biến tướng. Người ít thì bị lừa vài trăm triệu đồng, người nhiều thì số tiền cũng lên đến hàng tỷ. Có được một cây sâm thì cô Hạnh nói là 1.000 cây và lại đem bán tiếp những cây hợp đồng góp vốn trồng sâm này để cho các nhà đầu tư chúng tôi là lại góp tiền vào. Bản thân bạn Huyền cũng là người giới thiệu mẹ mình vào tham gia và bạn Huyền cũng khẳng định là được hưởng 5% ở trong cái hợp đồng. Bán hàng đa cấp là ngành nghề kinh doanh được pháp luật cho phép. Tuy nhiên, đây là lĩnh vực kinh doanh nhạy cảm, dễ bị biến tướng thành các hoạt động lừa đảo, huy động tài chính bất hợp pháp, gây hệ lụy xấu trên quy mô lớn cho xã hội. Vậy nên, Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành liên quan đã thiết lập cơ chế quản lý chặt chẽ đối với hoạt động bán hàng đa cấp thông qua hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và các cơ quan quản lý chuyên ngành. Tuy nhiên, vẫn có những kẻ cố tình lách kẽ hở của pháp luật để lừa đảo. Các công ty đa cấp thì bao giờ cũng khuyến khích các đại lý là mua hàng, ôm hàng, thì càng mua nhiều và càng ôm nhiều thì mới có lợi nhuận cao, cũng là một phần đánh vào cái lòng tham là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là lợi dụng cái những cái người mà công ăn việc làm không ổn định, dựa vào các cái mối quan hệ để mua bán, để làm cung cấp các cái sản phẩm cho người tiêu dùng. Các chuyên gia đã nêu hai giải pháp để ngăn chặn hành vi biến tướng trong kinh doanh đa cấp. Thứ nhất, đối với các doanh nghiệp có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp, các cơ quan chức năng cần tiếp tục phát huy các giải pháp quản lý đã phát huy hiệu quả trong thời gian qua, tích cực thực hiện hoạt động thanh tra, kiểm tra, qua đó nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp. Thứ hai, đối với các hình thức biến tướng không thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương, cần tăng cường công tác tuyên truyền, cảnh báo để nâng cao nhận thức của người dân trước các biểu hiện của đa cấp biến tướng. Đồng thời, phối hợp với các bộ, ngành, lực lượng liên quan, đặc biệt là cơ quan công an, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nâng cao tính răn đe và ngăn ngừa sớm các hệ lụy xấu cho xã hội. Kêu gọi các cái nhà đầu tư tài chính bỏ vốn vào và họ sẽ là cái người mà thay mặt các nhà đầu tư đi kinh doanh và họ trả cái lãi suất, cái lợi nhuận cho cái người góp vốn. Và lúc đầu thì họ trả rất cao, phải không ạ? Nhưng mà sau đó thì họ đến một thời điểm nào đó họ sẽ bỏ họ chạy. Và như vậy là cái người mà có vốn góp vào sẽ mất trắng cái vốn đó. Và chúng ta cũng biết rằng trong thực tế thì đi đôi với những cái hình thức mà kêu gọi góp vốn đầu tư
thì thường là cái mô hình Ponzi, đó là lấy tiền của cái người góp sau, trả cái lợi nhuận và cái vốn cho người góp trước để tạo ra cái uy tín và cái lòng tin, và từ đó huy động được một cái lượng vốn rất lớn. Bộ Công Thương nên có những cái chế tài xử phạt rất nặng, thậm chí là cần thiết là cần phải có những chế tài liên quan đến về pháp luật hình sự nếu như mà phát hiện ra các cái công ty đa cấp chiếm lợi một cách bất hợp pháp. Còn lại là bây giờ là các cái công ty đa cấp là thường là chỉ hoạt động 1-2 năm, các những người mà đã làm trong lĩnh vực đấy lại đi mở một công ty khác thì là cũng gây khó khăn cho cái việc quản lý của các cơ quan nhà nước. Hiện nay, Điều 217A Bộ Luật Hình sự cũng quy định rõ chế tài xử lý đối với hoạt động kinh doanh đa cấp không phép, biến tướng để lừa đảo người dân. Vậy nên sự phối hợp đồng bộ giữa các ngành, lực lượng liên quan sẽ kiểm soát tốt hoạt động kinh doanh đa cấp biến tướng để lừa đảo. Vào sáng ngày 17 tháng 6, một vụ tai nạn giao thông chết người đã xảy ra trên quốc lộ 13, đoạn qua khu phố Phú Lộc, phường Phú Đức, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước, giữa xe tải và xe máy khiến một người tử vong tại hiện trường. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, tài xế Đoàn Minh Hiếu, trú tại tỉnh Bình Dương, điều khiển xe tải lưu thông trên quốc lộ 13 hướng từ tỉnh Bình Dương đi thị xã Bình Long. Đến ngã ba giao nhau với đường Nguyễn Du thuộc khu phố Phú Lộc, phường Phú Đức, xe tải đánh lái rẽ phải vào đường Nguyễn Du, bất ngờ va chạm với xe máy do Tường Khải Linh, trú tại tỉnh Bình Phước điều khiển, chạy song song cùng chiều bên phải. Sau va chạm, Linh và xe máy bị quấn vào gầm xe, bị xe tải cán thẳng qua người, tử vong tại hiện trường. Chiếc xe máy hư hỏng. Và nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Vào ngày 17 tháng 6, đại diện Sở Giao thông Vận tải Quảng Ninh cho biết, ngay sau khi nhận được phản ánh về vụ việc một tàu du lịch bị tố bỏ khách lại ở trên đảo Ti Tốp ở Vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, và Sở đã vào cuộc xác minh. Theo thông tin ban đầu, vào ngày 16 tháng 6, tàu QN926X chở 99 khách ghép không phải khách đoàn ra đảo Ti Tốp. Khi đón khách trở về tàu, do thời điểm đó lượng khách quá đông, tàu không tìm được khách, không đón được khách trở lại tàu nên tàu quay lại. Ngay sau đó, hãng tàu này bố trí phương tiện khác của cùng đơn vị đón số khách còn lại về muộn hơn. Tuy nhiên, thông tin khách bị bỏ rơi nói trên không được phản ánh tới cảng vụ đường thủy nội địa làm nhiệm vụ tại cảng tàu. Phía Ban Quản lý Vịnh Hạ Long cũng xác nhận không nhận được thông tin phản hồi vụ việc từ phía khách du lịch. Sự việc chỉ được xác minh sau khi thông tin được đăng tải trên mạng xã hội. Ngay sau khi nhận được thông tin, đại diện chủ tàu, thuyền trưởng đã tiếp xúc với hành khách phản ánh bị bỏ rơi. Chủ tàu hiện đã tiếp nhận thông tin vụ việc, tiếp tục làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan, rút kinh nghiệm trong việc phục vụ khách du lịch tham quan trên vịnh được an toàn, chu đáo, không để tái diễn tình trạng trên. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin 113 online sáng ngày hôm nay. Ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đến với những thông tin về truy nã tội phạm. Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát Thi hành án Hình sự và Hỗ trợ Tư pháp Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội gây rối trật tự công cộng. Đối tượng Phạm Đức Đồng, sinh năm 2000, hộ khẩu thường trú tại xóm Xuân Hương, xã Nghi Đức, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, cao 1m70 và có nốt ruồi ngay đuôi lông mày trái. Và đối tượng Trần Khắc Quý, sinh năm 2001, hộ khẩu thường trú tại phường Vinh Tân, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Đặc điểm nhận dạng, đối tượng cao 1m68 và có nốt ruồi cách 1cm ngoài cánh mũi phải. Theo Điều 318 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội gây rối trật tự công cộng có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 7 năm, bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Còn về tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản, Phòng Cảnh sát Thi hành án Hình sự và Hỗ trợ Tư pháp Công an tỉnh Nghệ An cũng đã ra quyết định truy nã số 04 ngày 18 tháng 12 năm 2014 đối với đối tượng Hoàng Vũ An, sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú tại xóm Đình Phùng, xã Hoa Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Đặc điểm nhận dạng, đối tượng cao 1m67 và có nốt ruồi cách 2cm dưới sau cánh mũi trái.
Theo Điều 178 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 6 tháng đến 20 năm, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Và đối tượng Bùi Quang Huy, sinh năm 2001, hộ khẩu thường trú tại xã Hợp Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, phải nhận quyết định truy nã số 05 ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Công an huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An về hai tội danh gây rối trật tự công cộng và hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản. Khi xét xử cùng một lần một người phạm nhiều tội, tòa án quyết định hình phạt đối với từng tội và tổng hợp hình phạt theo quy định Điều 55 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Dù với bất cứ tội danh nào thì tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng. Vì thế, quý vị nếu có thông tin về các đối tượng, hãy báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an theo số máy đường dây nóng 0692345860 và 0692321667 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che, chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an. Để đảm bảo an toàn, đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.